Was the person children or sit? -set you got what I meant. In English speaking, we gotta deal with a dozen or a couple of dozens of such challenging pronunciations, including consonant groups like S P S or DR or X T H etc. So. Without being able to control well these sounds, it's pretty much impossible for you to speak English fluently. As you're gonna stop after every single word, or the worst scenario is that you're gonna stop after every single ending consonant sound in clusters, like my example above. This video will be a life changer if you watch it till the end. Don't skip any minutes, okay? Because you might not be able to fully get the whole next point. I'll show you exactly what you need to do, how your tongue, your breath, your sound work together to create the most beautiful consonant groups than ever. Welcome to my channel or welcome back to my channel. I'm just a huge language lover with a master degree of arts in TESOL. I love teaching English. I used to be an English teacher for 8 years before I moved to the US. I love learning languages basically, so I can speak five different languages English, French, Chinese, Japanese, and Vietnamese. So now let's get started. Nhóm hai phụ âm đổ lên thì các bạn sẽ không có tạo khoảng nghỉ giữa các âm mà các bạn chỉ giữ độ cao hoặc là độ rung của âm mà nó liên tiếp các âm với nhau thôi các bạn nhé. Ví dụ chúng ta sẽ không nói là throw hoặc là black mà mình sẽ nói là throw hoặc là black. Cụ thể hơn nhé, một vài từ thì chỉ có một phụ âm đứng cuối thôi, easy peasy. Ví dụ như là stop, p là một phụ âm đứng cuối này, hoặc là sick, c k là hai chữ cái nhưng chỉ có một cái phát âm thôi các bạn nhé, đó là k. Hoặc là six, x là một chữ cái. Tuy nhiên ở đây chúng ta có hai âm đó là k và s. Bản chất của âm x sẽ tự sinh ra hai âm đó là âm ks hoặc là âm gz. Ví dụ như trong chữ exam. Nó sẽ tùy thuộc vào cái chữ các bạn đang sử dụng là gì. Vậy thì trong tiếng Anh cũng sẽ có rất nhiều trường hợp sẽ có hai phụ âm đứng cuối mà chúng ta cần phải làm quen đấy. Ví dụ như là sk trong chữ ask, ld build, ns, dance, ND, find, lup, help, ps, stops, ks, six, Đối với nhóm phụ âm ts ví dụ như là trong chữ bites. Đây là một cái nhóm phụ âm cực kỳ khó khăn cho người học luôn vì mặc dù bạn đã biết cách phát âm cực kỳ chuẩn âm t hoặc là âm s nhưng khi bạn ráp hai âm này lại bạn đọc thành ts. Ví dụ như trong chữ này bạn đọc sai thành bites là nghe rất là sai rồi đúng không nào? Vậy thì để có thể nói được cặp âm này siêu chuẩn bạn cần phải biết cách giữ được độ cao của âm t rồi bạn mới bật thành âm s các bạn nhé. Cụ thể là để tạo được độ cao của âm T, bạn để đầu lưỡi của mình lên nú răng trên. Ngay tại điểm chạm giữa đầu lưỡi và nú răng trên, bạn sẽ tạo thành âm T. Nhưng vì chúng ta có âm S đi sau ngay lập tức, các bạn sẽ không bật khí âm T ở vị trí này, mà các bạn sẽ chỉ giữ tiếng của chữ T khi nó chạm đến độ cao đỉnh điểm mà thôi. Cụ thể hơn nhé. Bite. Bite. Ngay lập tức sau đó, bạn sẽ tạo thành âm S. Nếu bạn tạo âm T đúng thì lưỡi của bạn hiện đang nằm ở mặt sau của nấu răng trên và ngay tại vị trí đó cũng là vị trí mà bạn sẽ tạo thành âm S luôn. Bạn sẽ để một hơi mặn dài đi kèm ra khỏi khe răng cửa và lúc này bạn sẽ có âm bite, bite. Vấn đề ở đây là bạn phải tạo rõ khoảng ngắt giữa âm T và âm S bằng cách giữ độ cao của âm T thật tốt, sau đó bạn hạ âm của mình xuống tạo thành âm S ở dạng âm yếu. Vì nếu các bạn tạo hai âm này có một lực tương tự nhau, các bạn sẽ rất là dễ bị dính âm với nhau và các bạn sẽ đọc âm sai như sau: bite bite. Cho nên hãy cố gắng đẩy âm S xuống, yếu một tí xíu thì bạn sẽ nghe rõ độ khác biệt giữa hai âm là âm T và âm S ở vị trí này. Cùng làm lại nhé. bites bites. Ấm x t h ví dụ như trong chữ sex Mình tin rằng các bạn đang bất lực với âm này đúng không nào? Ủa rồi âm x đọc làm sao cho đúng? Rồi làm sao chuyển từ âm x ra âm f đấy? Let me help you. Điểm mấu chốt ở đây là các bạn phải nhận ra được chữ sex nó có ba chữ cái thôi, nhưng nó có đem bốn âm đọc lực. Đó chính là s e k s bạn chất âm X tự sinh ra âm KS cho nên khi bạn đọc bạn phải bao gồm được hai âm này trong tiếng và khi bạn đọc bạn sẽ phải kết thúc tiếng của chữ six rồi bạn mới tạo thành âm F để tạo thành nghĩa số thứ tự thứ sáu các bạn nha cụ thể các là động âm như sau các bạn sẽ không đọc thành six cực kỳ sai luôn nha hoặc là các bạn đọc thành sick vì nó sẽ bị nhầm với chữ bị bệnh sick Vậy thì để đọc đúng âm này các bạn để đầu lưỡi của mình xuống núi răng dưới Đẩy cuốn lưỡi lên vòng họng trên Cảm giác giống như là bạn đang chặn nước trà xuống cổ họng mình Lúc mình đang xúc miệng ấy Và ở vị trí này bạn đang tạo thành âm k Ví dụ đưa vào chữ thì các bạn sẽ nghe được giống như là chữ sick nhưng vì ở đây chúng ta có một âm S đi kèm nữa Các bạn giữ độ cao của âm K bằng cách Các bạn ngừng ngay khi tiếng của âm K chạm đến độ cao đỉnh điểm Nó khá tương tự như âm TS hồi nãy mình vừa chia sẻ đúng không nào Vậy thì cụ thể âm này bạn sẽ nói như sau Six. Very good. Và ngay lập tức sau đó để tạo thành âm TH Lưỡi của bạn nếu làm đúng bạn đang đặt đầu lưỡi của bạn ở vị trí nú răng trên này Đó là vị trí tạo thành âm S Ngay tại vị trí đầu lưỡi của mình đang nằm ở mặt sau của nú răng trên Bạn đẩy đầu lưỡi của mình ra khỏi khuôn răng dưới một tí xíu Di chuyển răng trên chạm xuống lưỡi Lúc này ngay tại vị trí chạm đó bạn sẽ đẩy một hơi mạnh dài đi kèm tạo thành tiếng <laughs> Ngay tại vị trí này các bạn nhé kết hợp hai âm lại thì các bạn sẽ có six và nếu bạn đọc đúng bạn sẽ nghe rõ hai âm bật khí hoàn toàn khác biệt trong quá trình bạn tạo thành âm này như sau six khi bạn nói âm nhanh hơn và quen hơn bạn sẽ không bị vướng lưỡi nữa đâu nhé còn nếu bạn đang bị vướng lưỡi thì sẽ có hai lý do chính như sau thứ nhất là do bạn đang dùng âm của tiếng việt để tạo thành âm của tiếng anh này thứ hai là khi bạn đang chuyển lưỡi từ vị trí âm s lưỡi ở mặt sau của núi răng trên này đẩy ra khỏi khuôn răng dưới một tí xíu để tạo thành âm Ph ấy vì vị trí này cái điểm di chuyển nó khá là gần nhau cho nên khi bạn di chuyển bạn không có di chuyển kịp và âm của bạn nó sẽ bị dính hơi cho nên khi bạn đẩy hơi bạn hãy ngừng khi bạn kết thúc chữ s rồi bạn mới tạo thành âm s cụ thể như sau nhé six six bạn tắt hơi của âm s ra rồi bạn mới đẩy hơi của âm s còn nếu không âm của bạn sẽ bị dính là đúng không nào một vài nhóm ba phụ âm đứng cuối mà các bạn cũng cần tập nói qua như là s p s crisps l d s builds n s t danced m p s Stamps. L-P-S. Helps. Thr. Trong chữ threat. Hầu hết sinh viên mình từng dạy từ chối học và sử dụng âm này luôn đấy các bạn. Vì các bạn đã chia sẻ là em đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Mà âm th chưa ra thì âm r đã ra trước rồi. Vậy thì chủ yếu là bạn đang dùng cơ của âm tiếng Việt để tạo thành âm của tiếng Anh. Cho nên lưỡi của bạn hầu hết là bị vướng và di chuyển không kịp. Lần học này chắc chắn sẽ làm được nha. Để tạo thành âm th, bạn đặt một phần nhỏ của đầu lưỡi ra khỏi khuôn răng dưới, di chuyển răng trên xuống ngay tại điểm chạm giữa răng trên và lưỡi thì bạn sẽ đẩy một hơi mạnh dài đi kèm. Lúc này cố gắng giữ lưỡi để lưỡi của mình không có thụt vào bên trong kho miệng của mình các bạn nhé. Vậy thì âm này chúng ta có th ngay lập tức sau đó bạn cong đầu lưỡi của mình lên đảm bảo đầu lưỡi nằm khoảng 2 phần ba của vòng họng trên này chúng ta đang tạo thành âm r đấy lúc này bạn kết hợp hai âm lại bạn sẽ có cùng âm như sau thorough, threat, let's practice more thorough, throw, thorough, threat, thorough, through, thorough, throat Br brought. Hầu hết các bạn đọc sai âm này thành brought vì các bạn bị thiếu âm b và đây cũng là một cái âm sai cực kỳ nhiều phổ biến nhất luôn của người Việt của mình bởi vì chúng ta không có độ rung của âm b trong tiếng Anh giống như của người Mỹ. Mình cùng so sánh lại nhé. b b khác nhau rất nhiều đúng không các bạn? Vậy thì để tạo thành âm b tiếng Anh trò nhỏ Mỹ, các bạn chỉ cần đóng môi ở trạng thái thả lỏng này, sau đó bập một hơi mạnh ngay tại vì môi trong ra bên ngoài như điểm mà đánh dấu ở đây. Đồng thời giữ âm một giây rồi mới tạo thành tiếng B các bạn nhé. Các bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng độ rung ngay khu môi của mình luôn. Cùng làm lại nha. B, B. Ngay lập tức sau đó bạn cong đầu lưỡi của mình lại, đảm bảo đầu lưỡi nằm một khoảng chừng 2 phần 3 của vòng họng trên này để mình tạo thành âm R. Kết hợp hai âm lại thì chúng ta sẽ có br, brought. Let's practice more. Br, break, br, brew, br, breath. Very good. Dr, dr, dress. Hầu hết các bạn đọc sai âm này thành chữ dress vì các bạn bị thiếu độ rung của âm d trong tiếng Anh này hoặc là các bạn đọc chữ này thành chữ dress vì các bạn đã sử dụng chữ d của tiếng Việt trong tiếng Anh. Vậy thì để đọc đúng được âm này, các bạn cần phải biết cách ứng dụng độ rung của âm D trong tiếng Anh đã nhé. Và để kiểm soát được âm D siêu đẹp, các bạn chỉ cần đẩy đầu lưỡi của mình lên nú răng trên. Ngay tại điểm giao giữa đầu lưỡi và nú răng trên, các bạn sẽ đẩy một hơi mạnh dài đi ra. Lúc này bạn sẽ tạo thành âm D. D, và bạn sẽ cảm nhận rõ độ rung ngay tại đầu lưỡi luôn hoặc là độ rung ngay tại phần cổ họng này của mình nhé. Cùng làm lại nào. D, D. Và ngay lập tức sau đó bạn cũng sẽ cong đầu lưỡi vô bên trong, đảm bảo đầu lưỡi của mình nằm ở khoảng chừng 2 phần 3 của vòng họng trên này và tạo thành âm R. Và khi các bạn kết hợp hai âm này lại các bạn sẽ có như sau. D, R. Dr, Đưa vào chữ thôi nào. Dress. Let's practice more. Dr, Drink. ring Drug. 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 Vào, Children children drag drag nhóm ba phụ âm thì các bạn cũng sẽ đọc nối các âm liên tiếp với nhau chứ các bạn, không có tạo điểm nghỉ giữa các âm đâu các bạn nhé. Và chúng ta sẽ căn cứ vào độ bật khí hoặc là giữ độ cao của các âm vô thanh này, ví dụ như là các âm p, t, k, s hoặc là giữ độ rung trong những âm hữu thanh như là các âm b, d, v và để biết được âm bật khí là gì và âm rung là gì, mời các bạn tham khảo hai video về các phát âm truyền giọng Mỹ của tất cả các nguyên âm và tất cả các phụ âm mà mình sẽ đính kèm ở phần miêu tả description phía dưới video này các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn không thể chi tiết hơn được nữa cách hoạt động của tất cả các âm này, sự khác biệt của những âm này trong cách sử dụng của tiếng Anh và cách nói của tiếng Việt mà các bạn hay sai là gì, cũng như cách chỉnh sửa để các bạn có thể kiểm soát được âm một cách hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất các bạn nhé. Một vài nhóm phụ âm khác mà chúng ta cũng cần làm quen Pr, là... price, what's the price? B, bless, bless you. Cl, class, this is my class. Gl, glass, where's my glass? cream, I love ice cream. quiet, I love quiet places. spell, how do you spell it? Str, stranger. I'm a stranger here. Một vài từ sẽ chỉ có một phụ âm đứng giữa của chữ thôi. Ví dụ như là paper hoặc là pepper. Ở đây hai chữ P nhưng chúng ta chỉ đọc một tiếng P thôi các bạn nhé. Hoặc là trong chữ weather. Chữ TH ở đây là hai chữ cái. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ tạo thành âm V đối với cách đọc của chữ TH này thôi nhé. Hoặc là trong chữ listen. ST là hai chữ cái. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ tạo thành một âm S mà thôi Vì âm T ở đây là âm câm Cho nên khi đọc âm này chúng ta sẽ đọc thành listen Nhưng cũng có nhóm sẽ có hai ba phụ âm đứng giữa của từ Như là colder Ở đây LD là hai phụ âm các bạn nhé Hoặc là classroom ở đây S, là ba chữ cái Tuy nhiên chúng ta chỉ có hai âm đọc thôi Đó là S và R Double S được coi như là một tiếng S thôi các bạn nha hoặc là trong chữ 16 bạn chất chữ x và t là hai chữ cái nhưng như nãy giờ mình cũng chia sẻ với các bạn đó là âm x tự bản thân nó sẽ tự sinh ra âm k hoặc âm s hoặc là âm g và âm z ở đây trong trường hợp này nó đang sinh ra âm k và âm s cho nên trong âm này nhóm phụ âm nó sẽ bao gồm ba tiếng đọc đó là k s t các bạn nhé một vài nhóm hai ba phụ âm khác mà các bạn thường hay bắt gặp chính giữa của chữ sẽ bao gồm alphabet ở đây các bạn đừng quên công độ cong của âm L thật tốt để giữ cho âm thật đẹp như tiếng Anh các bạn nhé. Hoặc là trong chữ asking, kéo độ dài của âm S thật rõ các bạn nha. Hoặc là trong chữ bookshop, ở đây đừng quên giữ độ cao của âm K nhé. Hoặc là trong chữ building, remember, expensive. Hãy nhớ giữ độ cao của âm K để chữ của mình sẽ bao gồm tiếng KS trong chữ X nhé. Hoặc là trong chữ lovely, hoặc là trong chữ country hãy đảm bảo âm t của mình sẽ có độ bậc khí rõ ràng để khi mình bật thành âm tr nó sẽ có độ bậc khí đẹp giống như trong tiếng anh các bạn nhé dancing ủa rồi không lẽ mỗi lần học phát âm để phát âm chuẩn phải nhớ hình thức răng lưỡi đủ kiểu giống như là học môn sinh học như vậy hay sao nhỉ không hề các bạn nhé hoàn toàn sai luôn vì bản chất là mình đi dạy mình truyền đạt kiến thức cho người khác cho nên mình phải nhớ tất cả các vị trí răng lưỡi như vậy còn cái các bạn cần đó chính là sự thói quen hóa tất cả các âm nêu trên để trong quá trình bạn diễn đạt một cái ý nào đó trong quá trình nói thì tất cả cái các bạn sử dụng đó là cái thói quen chứ không phải là cái kiến thức mà mình chia sẻ ở trên về mặt lý thuyết không thôi. Vậy thì để các bạn có thể trải nghiệm những cái kiến thức ở trên dễ dàng hơn, các bạn có thể tham khảo hai video về cách phát âm chuẩn giọng Mỹ ở phần phụ âm và nguyên âm này để các bạn có thể trải nghiệm và làm quen dễ dàng hơn với việc đặt răng, đặt lưỡi như thế nào trong quá trình phát âm đúng của tiếng Anh nha. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ cực kỳ hay ho và thú vị và rất là hữu ích cho các bạn. Nếu vậy hãy để lại một like và subscribe cho mình thêm động lực làm thêm thật nhiều video khác cho các bạn nhé.